mình cần những cánh tay của những fan Iguana chân chính. Ở Việt Nam thì chúng ta thường quen thuộc với cái dòng Iguana cơ bản, đó là những con green, con red, con hypo, con blue, con albino, vân vân và vân vân. Nhưng mà thật ra các bạn có biết rằng ở trên thế giới này có tới hàng trăm loại Iguana khác nhau. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái dòng Iguana nổi bật đó nhé. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đầu tiên, nói về cái độ nổi tiếng và cái độ đỉnh của cái giống Iguana này thì chúng ta không thể không nhắc đến một cái nhân vật, đó là Marine Iguana, tức là cự đà biển. Đây là một cái dòng rất là đặc biệt mà mình đã có dịp làm clip rất là chi tiết xoay quanh những cái điều thú vị về cái giống loài này ở trên kênh của mình. Đây, một lần nữa xin được giới thiệu, đây là con Marine Iguana được vẽ lại từ một con ở ngoài đời thật, vì quá say mê cho nên vẽ lên áo luôn. Thủy tổ của nó thì nằm ở nước Nhật, tuy nhiên hậu duệ của nó thì lại được tìm thấy ở ngoài khơi của vùng biển Ecuador thuộc quần đảo Galapagos. Như các bạn biết thì cái quần đảo Galapagos thì nó nằm tít ở ngoài xa đại dương, rất là xa đất liền. Ở dưới đáy biển thì nước rất là lạnh, ở trên bờ thì gió rất là mạnh và nóng. Bên cạnh đó nó còn phải đối mặt với những cái cơn sóng có thể cao hàng chục mét. Chính vì vậy mà cái loài cự đà biển này đã phải tiến hóa để phát triển những cái bộ neo của nó thật là sắc bén và chặt để có thể bám chặt vào đá, tránh bị những cái cơn sóng dữ lôi ra ngoài. Cái loài cự đà biển này nó chỉ có thể ở dưới mặt biển khoảng 30 phút thôi, sau đó nó cần phải chòi lên để nó phơi nắng, nó tiếp lại cái năng lượng. Nếu nó bị ở dưới biển quá lâu thì nó sẽ bị mất thân nhiệt và thể nổi củ tỏi luôn. Mặc dù được mang tiếng là hậu duệ của Godzilla, tuy nhiên cái lối sống của cái cự đà biển này nó rất là lành mạnh, một cái chế độ thuần chay rất là hiền hòa luôn các bạn. Thức ăn của nó thì chủ yếu là tảo và rong biển. Nhân vật thứ hai cũng vô cùng nổi tiếng và không thể không nhắc đến, đó là loài cự đà sọc Fiji. Fiji Iguana là một cái loài đặc hữu của đảo Fiji, được tìm thấy ở trên rất là nhiều những cái hòn đảo xung quanh. Có một số giả thuyết cho rằng cái loài Fiji này được du nhập vào cái đảo Fiji do con người. Ngày xưa ban đầu á, thì cái số lượng nó rất là đông đảo các bạn, rất là nhiều luôn, đi đâu cũng gặp được luôn. Nhưng mà do cái tác động của cái việc mà khai thác tài nguyên của con người, cộng với cái sự xuất hiện của một số cái giống loài xâm hại ăn thịt, giống như những cái loài cầy, những con mèo hoang, những cái loài gặm nhấm, đã làm cho cái số lượng Fiji Iguana suy giảm rất là đáng kể, rất là trầm trọng luôn. Xét về mặt địa lý thì đây là một cái loài được phân bố biệt lập so với cái họ cự đà, tức là nó sống một mình, nó không có chung chạ với cái một cái loài cự đà nào khác á, cho nên là nó giữ nguyên được cái bộ gen nguyên thủy của nó. Để mô tả về cái ngoại hình của Fiji, Fiji không phải là một cái dòng cự đà có kích thước lớn, nó đâu đó tầm khoảng từ 60 tới 70 cm thôi. Body của nó có một cái màu xanh rất là sáng, không có sắc tố đen, và dọc hai bên lưng của nó thì có những cái dãy màu màu trắng rất là nổi bật. Còn về cái tập tính sống của nó thì cũng như những cái dòng Igu khác, nó cũng cần phải phơi nắng để tích trữ năng lượng, và cũng cần một cái độ ẩm để giúp cho có thể thay da. Mỗi lần nó thay da thì nó sẽ lớn lên. Về cái chế độ ăn uống, nó cũng ăn những cái loại hoa, lá và trái cây. Theo quan sát của các nhà khoa học, đối với con non thì nó vẫn có tiêu thụ những cái nguồn đạm từ động vật, từ côn trùng. Còn đối với những cá thể trưởng thành thì nó không cần. Đây được mệnh danh là một trong những con Igu mà ngựa nhất hành tinh. Nó kẻ mắt của nó bằng mascara màu vàng, và cái vành mũi của nó cũng màu vàng luôn, trông nó rất là sang chảnh, nhìn nó là biết đồ hiệu liền. Với cái sự sang chảnh đó thì Fiji Iguana luôn là một cái dòng mà mình luôn có cái ước ao để sở hữu. Bởi vì mình cũng may mắn gặp được em nó ngoài đời rồi, được tận tay ẩm bồng em nó, vuốt ve em nó. Và nhân vật thứ ba cũng tốn rất là nhiều giấc mơ của những anh em mà yêu thích Iguana, đó chính là loài cự đà đất Land Iguana. Thì nó bao gồm cái loài cự đà đất của Harrington và cự đà đất của Galapagos. Số lượng của Land Iguana đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong vòng 150 năm qua, và cho đến năm 2019 thì nó đã bị tuyệt chủng cục bộ ở khu vực này. Thì nói về cái khái niệm mà tuyệt chủng cục bộ, đó là tình trạng mà một loài hay một phân loài đã không còn được tìm thấy ở cái vị trí địa lý nơi mà các nhà khoa học đang nghiên cứu, mặc dù là nó vẫn có thể tìm thấy được ở những cái nơi khác. Cái mối nguy hiểm
rình rập cái giống loài này, chủ yếu đến từ các loài xâm hại giống như là chó hoang, mèo hoang, các loài gặm nhấm. Và kể cả những con dê khi mà xâm phạm vô cái môi trường của chúng và đã ăn hết tất cả các nguồn thức ăn của land iguana. Xét về ngoại hình thì cự đà đất là một cái loài thằn lằn to lớn. Chiều dài nó có thể đạt được từ 1m cho tới 1,5m. Và trọng lượng nó có thể từ 11 cho tới 12kg. Và nó có thể sống lên tới 55 năm. Quả thật đây là một người bạn trọn đời của chúng ta luôn. Chúng có một cái lớp da màu vàng kết hợp với những cái chấm màu trắng, màu đen và màu nâu. Chúng có cái đầu nhỏ, hai chân sau rất là khỏe và kết hợp với những móng vuốt sắc nhọn. Người ta quan sát thì thấy là cự đà đất có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với những cái bạn chim sẻ. Wow. Những chú chim sẻ này sẽ đứng trên mình của cự đà đất và mổ ăn những cái con bọ ve ở dưới da của chúng. Thì đây là một cái mối liên hệ cộng sinh mà chúng ta cũng thường thấy giữa các loài vật khác nhau ở trong tự nhiên. Thì các bạn có thắc mắc là tại sao một cái con cự đà đất có một cái ngoại hình rất là đáng sợ như vậy nhưng mà các chú chim sẻ lại không có e ngại hay không? Bởi vì cái chế độ ăn của cự đà đất là một cái chế độ thuần chay. Nó ăn những cái lá, ăn hoa, ăn thực vật không à. Cho nên các bạn chim sẻ nó không có hề sợ. Chứ còn mà như cự đà đất á, mà nó ăn thịt được là chim sẻ đâu có dám lại gần. Lại gần mày lụm toàn sao? Ở ngoài đời sống này cũng vậy thôi các bạn. Nói chung là chúng ta nên sống một cách trang hòa. Mỗi người có một cái điểm mạnh và chúng ta nên kết hợp với nhau để có thể là win-win, đôi bên cùng có lợi. Chứ còn mà chúng ta cứ canh người ta sơ hở, chúng ta đòi chở người ta, cứ hở ra là đòi lụm người ta, chúng ta chỉ có sống một mình thôi. Đó, rất là thiệt thòi. Vào cái mùa sinh sản á, con cái nó cũng sẽ đi tìm những cái vị trí thích hợp để nó đào hang, nó đẻ trứng. Và mỗi lần nó đẻ thì được tầm khoảng 20 trứng. Cũng đã có trường hợp những cái con cái khác trong cái quá trình đi tìm cái vị trí thích hợp để nó đẻ, nó đào hang, nó đẻ trứng thì vô tình nó lại đào trúng cái hang của những cái con đẻ trước. Chính vì vậy mà con cái sau khi mà nó đẻ trứng rồi, nó lắp lại rồi thì nó sẽ quanh quẩn ở chỗ đó để bảo vệ cái tổ của mình. Và cái con đực á, nó cũng có cái tính lãnh thổ rất là cao. Khi mà phát hiện có kẻ xâm nhập vào thì nó cũng sẽ dùng miệng, dùng đuôi để nó tấn công, đánh đuổi những cái kẻ xâm phạm bất hợp pháp. Trứng sẽ được ấp trong khoảng từ 85 tới 110 ngày và con non cũng mất tới khoảng 1 tuần để có thể đào hang và chồi lên mặt đất. Những cái đàn chó hoang dã đó nó đã tiêu diệt gần như là sạch toàn bộ những cái cá thể cự đà đất ở trên vùng đảo Santa Cruz. Chỉ còn có 60 cá thể cuối cùng đã được giải thoát và đem về cái trung tâm bảo tồn của ông Charlie Darwin để mà thuần dưỡng. Và vào năm 2019 thì 1.000 cá thể cự đà đất đã được đưa trở lại đảo Santiago, giúp cho cái việc khôi phục cái hệ sinh thái của đảo Santiago thuộc Ecuador. Nhân vật thứ tư là một cái nhân vật xét về cái độ nổi tiếng á, thì thua xúc rất là nhiều ba cái dòng kia. Nhưng mà xét về cái độ phổ biến á, thì là hơn hẳn luôn. Đó là dòng Spinetail Iguana, cự đà đuôi gai. Nghe cái tên là chúng ta đã thấy nó khá là ngầu rồi. Thì đây là một cái loại thằn lằn lớn và chúng được tìm thấy ở vùng Trung Mỹ và Mexico. Sau này thì nó sẽ được du nhập vào nước Mỹ. Chúng được tìm thấy ở cái khu vực đồng cỏ nè, khu vực rừng rậm nè. Và theo ghi nhận của thế giới thì cái giống loài này nó ít được quan tâm. Nói chung là số lượng nó nhiều các bạn. Dọc cái đuôi của nó thì có rất là nhiều cái gai nhọn và cứng. Thì đây giống như là cái quả chùy vậy đó. Để khi mà nó bị đối thủ dồn ép quá thì nó sẽ phản ứng lại bằng cách nó quất đuôi. Thì những cái gai này khi mà nó quất vô da thịt chúng ta thì nó phê lắm. Nó thấm đòn lắm. Ở Việt Nam mình thì đã chăm sóc cái dòng này rất là lâu đời rồi. Giá thành thì đâu đó nó tầm phải vài trăm ca thôi. Nó rất là phù hợp với những anh em newbie. Thì một cái điều đặc biệt của cái dòng này, phải có điều đặc biệt các bạn, chứ nó cũng không phải là nó mờ nhạt đâu. Thì nó được đánh giá là cái con iguana mà có thể chạy nhanh nhất trong cái giống loài iguana. Tốc độ nó có thể lên tới 33 km/h, hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên là một cái nỗi sợ hãi của những người nuôi spinetail á, là mỗi lần mà nó phóng nó chạy á, là dí nó mệt nghỉ luôn, dí nó sản luôn. Theo cái kinh nghiệm của mình cũng như là những anh em mà đã từng chăm sóc qua cái dòng này á, thì đây là cái dòng tương đối là dễ chịu, dễ thuần hóa hơn là cái tụi iguana. Nó không có nhoi. Tuy nhiên nó bị một cái bệnh là nó hay bị giật mình các bạn. Ví dụ như nó đang đứng trên cây xô vậy đi,
có cái gì gớp một cái đụng cái nó giật mình, nó phóng, nó chạy, mà nó chạy là nó chạy sản luôn. Đã có những con mà các bạn chăm sóc ở trên lồng 1, lồng 2, rồi các bạn mở cửa cái lan can các bạn cho nó đứng phơi nắng, hoặc các bạn chơi nó giật mình cái nó phóng xuống đường luôn. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái điều này. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn 4 dòng iguana vô cùng đặc biệt. Có con thì rất là hiếm, có con thì đã giữ được cái bộ gen nguyên thủy của mình, có con thì phải thích nghi để sinh tồn trong một cái môi trường rất là khắc nghiệt, và có con thì rất là phổ biến trong cái cộng đồng những người yêu thích iguana. Và sẽ còn rất nhiều những cái dòng iguana đặc sắc khác mà mình sẽ giới thiệu các bạn trong tập tiếp theo. Hãy đón xem nhé!